Bình Ngọc Hà xin mến chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng Bình Ngọc Hà hôm nay xem và trải nghiệm máy xúc Dosan DX140 WA san gắn đất vườn để làm nhà ở. Xin mời các bạn cùng xem và trải nghiệm. Bao giờ xây Duyên? Trước là được.
Vừa rồi các bạn đã cùng Bình Ngọc Hà xem và trải nghiệm máy xúc Doosan DX140VK3 san gạt đất vườn để làm nhà ở. Cảm ơn các bạn đã xem video và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.